Một giải pháp chống cháy nổi, cháy nổ vô cùng hiệu quả cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh hàng nhật của em Hương. Các anh chị vào xem bếp thấy bếp đẹp thì ủng hộ em Hương một like và một nốt đăng ký kênh cả nhà nhé. Hôm nay em Hương giới thiệu cho cả nhà đó là một chiếc bếp nhỏ nhưng có vỏ, một giải pháp vô cùng an toàn và hiệu quả trong cái không gian bếp của nhà mình luôn ạ. Một chiếc bếp ga Nhật bãi thì giá trên dưới 2 triệu rất là nhiều, nhưng mà một căn nhà, một căn bếp của mình thì trị giá hàng chục lần, hàng trăm lần, thậm chí là hàng nghìn lần, đúng không cả nhà? Chiếc bếp ga này thì em Hương chỉ bán với giá là 2 triệu đồng thôi ạ. 2 triệu đồng một chiếc bếp ga Nhật bãi cả nhà nhé. Hai bếp nấu và một bếp nướng. Một chiếc bếp đến từ thương hiệu Paloma cả nhà nhé. Paloma đây ạ. Bếp ga mà lại có lò nướng thì nghe có vẻ hơi lạ đúng không cả nhà? Nhưng mà trước mắt chúng ta đây là một chiếc bếp ga như thế. Nếu như mà các anh chị mua mới chiếc bếp ga này trên thị trường thì giá phải tầm 7 đến 90 triệu thì nơi bán cả nhà nhé. Nhưng mà nếu mà mình mua hàng bãi thì mình chỉ mua bằng giá 1/4 ạ, 1/4 so với một chiếc bếp mới thôi. Bếp ga mà lại có lò nướng thì rất là lạ, nhưng mà cũ người mới ta. Hy vọng là trong thời gian sắp tới Việt Nam, các nhà sản xuất bếp ga của Việt Nam cũng sẽ sản xuất được những cái chiếc bếp ga như thế này để mình vẫn là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cái chiếc bếp này là mặt men cả nhà nhé. Cái mặt này là mặt men màu đen, các anh chị lau chùi cũng rất là sạch sẽ đấy ạ. Lửa rất là xanh đúng không cả nhà? Như là hai bông hoa trong cái không gian bếp của nhà mình. Mua bếp, mua lửa, mua sự may mắn ạ. Nếu mà anh chị nào mà đang có ý muốn thay đổi mua bếp cho cái không gian bếp nhà mình thì có thể tham khảo chiếc bếp ga này của em Hương nhé. Nhà em Hương tại Triệu Sơn, Thanh Hóa, gần bệnh viện huyện Triệu Sơn ạ. Nếu mà anh chị ở gần thì em mời các anh chị qua xem hàng. Còn nếu ở xa thì nhắn tin cho em cái nhu cầu tài chính và nhu cầu sử dụng của mình. Em Hương sẽ tìm cho các anh chị những cái chiếc bếp phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Bếp ga âm, bếp ga dương, bếp từ, rồi bếp điện, bếp đơn nhà em đều có hết ạ. Ngoài bếp ga ra thì còn có các sản phẩm khác như là xe đạp, máy massage, nồi cơm điện, bình thủy, quạt điện. Rất là nhiều cả nhà nhé. Hút ẩm lọc khí mùa này nhỉ. Em Hương bán cũng rất là chạy luôn. Anh chị cần cái mặt hàng nào thì liên hệ em 0359014200 là số của em. Bếp ga Nhật ngoài cái độ bền và cái tính tiết kiệm ga ra thì bếp còn những cái đặc điểm ưu việt nữa mà bếp Việt Nam của mình chưa có được. Thứ nhất đó là tính năng chống cháy nổi. Thứ hai đó là bếp sẽ khóa ga khi mà mất ngọn lửa đi ạ. Hiện tại em Hương đang test cái tính năng đó là khóa ga khi mà mất ngọn lửa để cho các anh chị có thể gọi là tận mắt nhìn thấy những cái đặc điểm ưu việt của bếp ga Nhật cả nhà nhé. Các anh chị đợi chờ cùng em Hương thêm tầm 10 giây nữa thôi ạ. Cả nhà có nghe âm thanh gì không ạ? Âm thanh báo khóa ga khi mà đã mất ngọn lửa đi. Đây, hiện tại bếp em Hương vẫn còn bật đây cả nhà nhé. Đây, hiện tại bếp vẫn còn bật, em sẽ bật lại bếp này. Lửa đánh rất là nhanh này. Đấy, lửa đánh rất là nhanh luôn đúng không ạ? Cái phím sử dụng cũng giống như là bếp ga Việt Nam nhưng mà nó rất là nhẹ cả nhà nhé. Đây, các anh chị lưu ý cách sử dụng bếp này. Ấn tay vào, phản ngược chiều kim đồng hồ. Chỉ như thế thôi ạ. Cả bếp trái, bếp phải hay lò nướng mình đều sử dụng như vậy hết. Đấy, ấn tay vào, phản ngược chiều kim đồng hồ. Đây, đây là khay nướng và vị nướng của bếp cả nhà nhé. Vị nướng thì bằng inox, còn khay nướng thì là mạ chống dính đấy ạ. Khi mà nướng đồ ăn thì anh chị cho em Hương một ít nước xuống dưới cái khay này để mình dầu ăn, đồ ăn nó dính ra đây thì không có bị bám dính vào, và khi mình vệ sinh nó cũng sẽ sạch sẽ và dễ hơn. Đây là lò nướng ạ. Mình có thể nướng tôm, cá, mực, hãy nướng xúc xích, nướng đồ ăn sáng cho tất cả mọi người nhé. Phía dưới thì nhà em Hương cũng đã lắp lưới chống chuột cho các anh chị luôn rồi đấy ạ. Ngoài ra thì bên bếp trái này, còn bên bếp phải đây, còn có phím 3S nữa cả nhà. Bếp này rất là an toàn, nếu như mà nóng quá thì bếp cũng sẽ tự động tắt bếp khi mà mình chiên rán hoặc là rang đồ khô. Mà bếp tự nhiên tắt thì cũng rất là khó chịu đúng không ạ? Thì nhà sản xuất đã sản xuất thêm một cái nốt thông minh như thế này nữa đây. Các anh chị ấn này, ấn và giữ 3 giây. Cái nốt này gọi là nốt kích nhiệt nhá. Tránh cái tình trạng là ngắt nhiệt độ đột ngột. Mình ấn và giữ 3 giây ạ. 1, 2, 3. Đấy. Còn nếu các anh chị ấn không không như thế này thì sẽ không bật được cái nốt này đâu. Mình chỉ bật lên khi mình chiên rán hoặc là rang đồ khô thôi. Còn nếu như mà anh chị xào nấu bình thường thì không cần bật đâu nhá. Một chiếc bếp ga nội địa Nhật của Paloma, hai bếp nấu và một lò nướng. Mà giá thì chỉ có 2 triệu đồng thôi cả nhà. 2 triệu đồng một chiếc bếp ga như thế này rồi. Em Hương sẽ quay thành vách cho cả nhà theo dõi này. Thành này là sơn tĩnh điện, sơn ô tô. Đấy, chỗ nào mà có bị chảy xước hay là có cần làm đẹp lại thì nhà em Hương cũng đã làm luôn cho các bác rồi nhá. Cái mặt này là mặt men này, cái dòng mặt men này sẽ bền hơn sơn rất là nhiều. Đấy, nhiều anh chị hỏi em Hương là từ cái đơn hàng bom bếp 1,6 triệu sơn nó còn không.
Thì em Hương cái mẫu sơn đấy về rất là ít thôi, nên là mình thêm 300-400 ngàn nữa mình lấy sang cái dòng mặt men này dùng cho bền cả nhà nhé. Bảo hành cho các bác 1 năm nên là mình không có lo đâu ạ. Thường thì bếp ga rất là ít lỗi vặt. Các anh chị chỉ lưu ý là mình nhận hàng mình đồng kiểm cùng với bưu tá luôn giúp em. Đấy, khi mà mình không kiểm tra được thì có thể nhờ người nhà hoặc là hàng xóm kiểm tra hộ nhé. Tránh cái tình trạng là móp méo hoặc vỡ bếp. Nếu mà có vấn đề gì thì liên hệ em Hương để em Hương xử lý luôn. Chứ không là mình nhận hàng mình không kiểm tra đến lúc là rất là khó nói chuyện. Đấy, em Hương chỉ lưu ý một chút xíu như vậy thôi. Bảo hành như là chế độ bếp mới luôn đấy ạ. Bảo hành 1 năm. Và anh chị nào mà quan tâm tới chiếc bếp ga này thì liên hệ em nhé. 0359014200 là số của em Hương ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.